dạ thưa ba má hôm nay cô đưa thu minh về ra mắt ba má để xin phép ba má cho tụi con uh, cưới nhau à <laughs> mày coi tao là cái gì biểu mày cưới con này mày lên đi cưới con khác ông từ từ nghe con nó nói đã từ từ cái gì nó chống đối tôi như vậy mà không thấy hay sao hay là bà cũng tòng phạm với nó hai đứa tụi bay đi ra khỏi nhà này rồi mới cưới hỏi gì cưới đi con xin ba bất giận Và con xin ba cho con cái quyền Để quyết định hạnh phúc của mình Tương lai của con Con không thể cưới ai khác Ngoài thu minh ba Đi Đi ra khỏi nhà tao Coi như nhà này Không có mày Còn cô nữa Cô giỏi lắm Cô xúi dụng thằng con tôi chống lại tôi Cô tưởng Chỉ cần nó Không cần tôi chứ gì Dạ thưa bác con thật sự muốn làm vợ hiền của anh Tấn Trực Và làm dâu thảo của hai bác Con xin bác hãy hiểu Nhà thương cho tấm chân tình của con <laughs> Chân tình à Nếu nhà tôi khố rách áo ôm Thì liệu con có muốn làm vợ thần Trực Làm dâu của tôi không Ba không được nói với thông minh như vậy Vậy tao phải nói làm sao Tao nói cho mày biết Con rùi mai qua Tao còn biết con nào đực con nào cái mày có biết không Thôi đừng dễ trò đó. Biến khỏi bắt tao đi Biến Em Đứng về đi em Thưa bà Chúng con thật sự muốn làm như đứa con hiếu đạo Nhưng bà đã nói như vậy Thì con cũng xin nói thật với bà Nếu như bà không đồng ý cho tụi con lấy nhau Thì con vẫn sẽ cưới Thu Minh Đó là quyết định Sẽ không bao giờ thay đổi được quyết định đó của con được Giỏi lắm Mày có giỏi mày cưới đi Mày bước qua xác chết của tao rồi cưới gì thì cưới Rồi bận hiếu đi Đi chung phước bắt tao Đi Đi Mày có giỏi Thì đi luôn Đừng bao giờ quay về căn nhà này nữa Thu Minh à Em Đừng khóc nữa em đâu có khóc đâu tại nước mắt em cứ chảy ra đó thôi em bây giờ em tính sao thì anh tính sao em nghe vậy vậy tụi mình cứ cưới nhau nha bây giờ thì anh đã hiểu anh thật sự yêu em và cần có em anh yêu em ngay từ giây phút mà em quỳ xuống trước mặt ba má anh để bày tỏ tấm lòng của mình cũng từ giây phút đó anh thấy anh nợ em cả cuộc đời này anh hứa anh sẽ sống xứng đáng với tình yêu của em trọn đời này Trọn kiếp này Anh không cần phải nói gì hết Em tin Và yêu anh Cảm ơn em Cảm ơn em nhiều lắm Em chỉ phủ đầu cô ta thôi Ai dè Hành động của cô ta đã tố cáo lên tất cả Mà sao chị biết chuyện này vậy Không lẽ cô ta nói với chị hả thì tại chị lo lo làm sao đó Nên mới hỏi em vậy thôi Chị không biết nói dối rồi Chắc chắn Minh Hương đã điện cho anh Quốc Hùng Và trách móc anh ấy Bây giờ em khẳng định luôn với chị Anh Quốc Hùng và Minh Hương có vấn đề Chị cũng biết chuyện đó Nhưng không dám nói với em thôi Chị không ngờ mọi chuyện lại như vậy Em cho chị gặp Minh Hương một chút được không Cô ấy về nhà Trang rồi Thật vậy sao Em không tha thứ cho Minh Hương được sao Hà hội phân giải Em cúp máy đây Tụi con nói như vậy là má hiểu rồi Bây giờ tùy tấn trực quyết định thôi Vì má đã hứa gả thu minh cho con rồi Thì má không rút lại lời hứa của mình Chỉ trừ khi nào tấn trực không muốn cưới thu minh nữa Con cảm ơn má Má đã hiểu và thông cảm cho hai đứa con Con với thu minh cũng đã bàn với nhau rồi Tụi con sẽ đăng ký kết hôn Rồi sau đó về sống với nhau Chứ không có tổ chức đám cưới rình rang gì hết Vì à... Con sợ như vậy Nếu như ba con biết á Thì chắc ba con sẽ tức tối lắm Rồi sẽ có những chuyện không may xảy ra nữa má ừ. Con cũng đồng ý như vậy đó má Sau này khi có em bé rồi Con sợ em bé về Ra mắt ba má chồng Con hy vọng là Ba chồng của con sẽ vì em bé Mà tha thứ cho tụi con Hy vọng gia đình sẽ êm ấm Ừ, ừ Hai đứa tụi con đã quyết định như vậy rồi Má cũng đồng ý Ngày ba má lấy nhau á Vì nghèo nên không làm nổ cái đám cưới Mà sống với nhau cũng hạnh phúc đâu kém ai đâu Chỉ tội Ba của con yếu mệnh mất sớm Má nói vậy Thì con cũng yên tâm rồi Con thì Con cũng không có nhiều tiền nên con chỉ mua một căn nhà nhỏ nhỏ để cho hai tụi con sống với nhau rồi sau đó con sẽ đi tìm công việc mọi người sống được thì tụi con cũng sống được má à tụi con sẽ cố gắng về việc nhà cửa thì tụi con khỏi phải lo cứ về đây ở với má má ở có một mình cũng buồn lắm mà con cũng có nói vậy với anh tấn trực nhưng mà con sợ là ba của anh tấn trực sẽ tới đây làm phiền má ừ phiền trách cái gì. Ông dám tới đây đánh má hay sao? Nhưng mà tụi con sợ sẽ làm phiền tới má và tụi con cũng sợ là má sẽ mất lòng với bác, rồi sau này còn quan hệ thông gia nữa. Thôi được rồi, các con cứ quyết định như vậy đi ha. Con cảm ơn má nhiều lắm. Ừ. <laughs> má nè dạ con đây ba có nhà con má không ông ấy đi rồi con về nhà đi má đang cần gặp con gấp vậy ờ uh, má ra mở cửa đi con đang đứng trước nhà nè trời ơi về rồi còn gọi làm chi không biết nữa bây giờ con tính làm sao con và thu minh vẫn sẽ kết hôn với nhau má à má của thu minh cũng đã đồng ý rồi ừ. vậy thì tốt quá để má thu xếp má qua bệnh nói chuyện với má thu minh cho phải phép má của thu minh cũng hiểu hoàn cảnh của con cho nên không trách ừ. móc gì con đâu mà má không cần phải sang gặp má thu minh đâu Má công ba biết á thì khổ má nữa ừ má không còn sợ ông ấy nữa má chỉ chờ con yên ổn nhà cửa vợ con má sẽ tính đường của má lâu nay má có dành dụm một số tiền má sẽ chuyển cho con để mua một căn nhà nhỏ rồi phụ làm ăn với vợ con không trông mong gì được ổng đâu ổng làm giấy từ con rồi không cho con một đồng nào hết chắc là ổng đợi chết đem theo á con thật tình cũng không hiểu nổi ba con nữa. Thôi, con cứ để ông sống với đồng tiền của ông đi. Bây giờ con hay má nói cũng vô ích thôi. Khi nào ông sáng mắt ra, biết cần tới vợ con rồi mình tính. Thôi con lên soạn đồ đi, để một lát ông về ông thấy lại khổ nữa. bệnh tim của em đó là phải uống thuốc thường xuyên không được chủ quan đó nghe chưa dạ nhưng bác sĩ nói van tim của em đã ổn định nếu em có chết thì em chết vì bệnh khác chứ không phải vì bệnh tim đâu nói như vậy rồi chủ quan không uống thuốc là không được đâu đó nha <laughs> dạ em biết rồi ừ. Cảm ơn chị đã hiểu và thông cảm cho gia đình tôi Bây giờ Coi như tôi gửi gắm con trai và con dâu cho chị Tất cả trông nhờ chị Dạ Mình đã coi nhau như người một nhà rồi mà Con rể con gái đều là con Chị không phải gửi gắm cảm ơn đâu Thật ra khi tôi biết chị quyết định đi tu Tôi ái ngại cho chị lắm <laughs> Hay là chị ở lại đây với má con tôi Rồi từ từ thu xếp Mua cái nhà nho nhỏ Sớm hôm có mẹ có con cho vui Bác Má con nói đúng đó Hay là bác ở đây với con đi Con với Thu Minh á Cũng nói với má con vậy rồi Nhưng mà má con không chịu nghe Má Hay là má suy nghĩ lại đi Má cứ ở lại đây đi Để con với Thu Minh tiền chăm sóc Và phụng dưỡng má Cảm ơn chị và các con đã lo lắng cho tôi Nhưng tu là duyên nghiệp của tôi Tôi muốn đi nhiều lần rồi nhưng chưa được Bây giờ tôi không còn dướng bận gì nữa Đối với tôi tôi là sự giải thoát cuối cùng chị và các con không cần phải lo lắng hay ái ngại cho tôi đâu à, chị đã quyết như vậy rồi thì tôi không dám giữ nhưng bây giờ cũng đã gần trưa rồi chị hãy ở lại đây ăn một bữa cơm mặn với má con tôi rồi mai tụi nhỏ nó đưa chị lên chùa ha dạ cảm ơn chị nhưng tôi đã liên lạc với sư trụ trì rồi ở chùa thì cũng đã sẵn sàng đón nhận tôi má mong là hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau dạ con sẽ yêu anh tấn trực thiệt là nhiều giống như bác đã từng yêu anh ấy má cảm ơn con em và thanh tú vẫn bình thường mà anh đừng có lo lắng khi nào anh về chắc là phải vài tuần nữa em à vì xong việc ở Mỹ Anh phải đi châu Âu khoảng 10 ngày Nè Em ở nhà giữ gìn sức khỏe Đừng có tham công tiếc việc nhiều quá đó nha Em biết rồi Anh cũng vậy đó Ăn uống cho điều độ nha Bệnh dạ dày mà ăn uống thất thường là không có được đâu Anh biết mà Em có việc rồi Em gọi lại cho anh sau nha Chúc anh ngủ ngon Bye em Bye bye Vô đi Có chuyện gì hả Chị hai Hình như là chú Thư Hòa có tình ý với má đó ừ, uhm, Vậy thì càng tốt chứ sao Chị hai Chị giỡn cái gì vậy Không lẽ em chưa lấy vợ Mà má lấy chồng trước sao uhm, Thì hai má con cứ cùng một lúc đi Chị nói với má cho Chị hai Em không có nói giỡn đâu đó uhm, Chị đâu có giỡn Chị nói thiệt mà Chị thiệt tình <laughs> bác thôi, tụi con đưa má đến đây thôi, về đi, đừng lo cho má, nha. Dạ, giữ gìn sức khỏe nha má. Về đi. Má đã quyết định Thì má sẽ sống thanh thản hơn Sống vui hơn Bình về Ông ăn cơm không để tôi dọn Được rồi Chị cứ để đó đi Dạ chắc mình phải xin nghỉ việc thôi coi nhà này từ khi ông quốc đạt mất đến giờ lúc nào cũng như có ma ấm tôi nghe nè sao bác im hơi lặng tiếng lâu quá vậy thằng tấn trận nó không chịu cưới cô nó bỏ nhà theo con thu minh rồi cô muốn nói sao với ba cô á tùy cô còn tôi tôi bất lực rồi còn chuyện đầu tư cũng vậy cô muốn đầu tư nữa thì đầu tư còn nếu không thì tùy cô đừng gọi cho tôi nữa vậy là xong phải không bác xong hay không xong gì cũng vậy thôi có nghĩa là bác phủi tai như phổi tai sau khi giết ông quốc đạt không phải bằng gươm giáo đúng không cô biết gì mà nói như vậy hả tôi biết nhiều hơn bác tưởng đó tôi cũng biết chính con gái của bác đã ôm mối hận thù với bác sang thế giới bên kia. Và tôi biết, con trai bác, vợ bác, coi bác giống như một con người gớm ghiếc. Cô thôi đi, đủ rồi đó. Sao tôi phải thôi? Bác đừng tưởng tôi yêu con trai bác và muốn lấy anh ta làm chồng. Nếu có chăng, á chỉ là một phút thoáng qua khi tôi mới gặp anh ta thôi. Người như tôi mà làm vợ anh ta, làm con... chị bảy đâu dạ sao nhà không có ai hết vậy cậu tấn trực về lấy áo quần rồi đi ngay à còn bà thì đi lên chùa rồi ông bà lên chùa sao giờ này chưa về dạ 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 bà đi lên chùa rồi ở luôn trên đó ông à được có giỏi thì đi hết đi Mình đi hết đi nhét hết đi vợ con gì tụi mày khôn nè hôm nào á mà em không đến tập á là anh thấy vắng lắm luôn á lại lo em bị bệnh nữa suốt ngày anh chờ điện thoại hoài mà không nghe em gọi cho anh tại em quên em thì em nhớ tới ai à, mà nè em nghĩ sao về lời đề nghị của anh con cái lớn hết rồi em thấy ngại với tụi nó quá ngại gì chứ tụi nó cũng phải hiểu thôi hơn nữa đó em cũng đã mãn tan chồng rồi có đi bước nữa đó đó cũng là quyền quyết định của em mà Vậy lý là như vậy Nhưng em vẫn thấy sao sao á Hay là để hôm nào á Anh nói chuyện với các con em nha Thôi từ từ đi anh Từ từ cái gì Thời gian đâu có chờ mình được đâu em Nhưng thằng Quốc Hùng nó chưa lấy vợ Em đi lấy chồng coi sao được anh Chuyện đó cũng là thường thôi mà em Đối với em thì không có thường đâu anh Hay là cứ đợi thằng Quốc Hùng nó lấy vợ đi Rồi mình tính sao cũng được vậy quốc hùng đã có người yêu rồi chưa ờ à, thấy có một cô kế toán ở trong công ty thường hay à. đi lại nhưng mà chưa nghe hai đứa nó nói cái gì hết à vậy thì bây giờ em phải dục tụi nó làm sao cho nhanh lên để má tụi nó còn đi lấy chồng nữa à nghe cái anh này <laughs> em không có giỡn với anh đâu anh nói kỳ cục quá rồi bây giờ mình làm cái động tác mà tuần trước mình tập nha mọi người rồi bây giờ chú ý nha à. xin lỗi mấy anh chị bên trái Ô, và bên phải nha ngó cho thật kỹ nha một đứa gói lên hít vô dì dì có biết người yêu cũ của dì là người như thế nào không tôi và anh ấy chia tay lâu rồi tôi không muốn nghe gì nữa hết nhưng mà ngược lại tôi nghĩ dì cũng cần biết Tôi vừa mới tự hôn anh ta, là anh ta đã dội vàng bỏ nhà đi theo một người con gái khác rồi. Đó. Vì thấy anh ta có tốt lành gì đâu mà mơ tưởng. Còn ai mơ tưởng? <laughs> không lẽ tôi nói tôi? Nếu tôi mơ tưởng về anh ta thì đã không tự hôn rồi. Cô ăn nói cho cẩn thận đó. Vì điều này không đúng với tôi và cũng không tốt cho ba cô đâu. Vì đã nói như vậy á thì tôi cũng nói thẳng cho dì biết chính tôi đã tình cờ đọc được bài thơ mà dì viết Kẹp trong cuốn tiểu thuyết đó Thơ gì? Kẹp trong cuốn tiểu thuyết nào? Thành tú nên nhớ Là tôi không làm thơ Vì đó không phải là sở trường của tôi Chẳng qua là tôi thích đọc thơ thôi Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi Người ấy có buồn không? có thầm nghĩ đến loài hoa dở tựa trái tim phai tựa máu hồng đó vì hết chối cãi rồi chứ gì tôi thật không ngờ là thành tú lại dò xét tôi đến như vậy tôi nói cho thành tú biết bài thơ này là của nhà thơ ttkh chứ không phải là do tôi làm <laughs> ttkh là ai sao gì không nói thẳng ra đi dì đang tìm cách chối quanh chứ gì đó là bút danh của một nhà thơ muốn giấu tên Bây giờ Thanh Tú hỏi Nhà thơ đó là ai Làm sao mà tôi trả lời được Đó Thấy chưa Có phải là giấu đầu hở đuôi Tìm cách chối quanh hay không Mà cứ cho là bài thơ đó không phải của dì đi Thì tại sao Dì đi chép lại nó Bởi vì Nó đúng với tâm trạng của dì chứ gì Cô Dì buộc phải lấy ba tôi một người đáng tuổi cha của dì làm chồng bởi vì dì, dì cần một đống tiền của ba tôi để khôi phục lại sự nghiệp của người cha nhưng mà trong tim của dì thì lúc nào cũng mơ tưởng về người tình mà dì sắp lấy làm chồng chỉ có ba tôi dì quá tin gì mà không nhận ra thôi cô quá đáng lắm rồi đó dì đừng có lấy nước mắt ra mà dọa tôi tôi không có sợ đâu tôi nói cho dì biết tôi cảnh cáo gì từ đây về sau nếu tôi còn phát hiện ra điều gì tôi sẽ nói cho ba tôi biết để ba tôi tỉnh ra tới lúc đó thì đừng có trách tôi muốn xin ông cho nghỉ việc à ừ. Chị nghĩ Rồi ai lo cơm nước nhà cửa cho tôi Theo tôi nghĩ Ông tìm người khác cũng dễ thôi mà Vì tôi có công chuyện gia đình đột xuất Mong ông thông cảm Thôi được rồi Chị nghĩ thì cứ nghĩ đi Nhưng tôi nói trước Chị nghĩ ngang như vậy Tôi không trả lương cho chị đâu Dạ Trước khi bà đi bà cũng đã cho tôi tiền coi như tiền đó là tiền lương à sao bà cho tiền chị rồi mới suối chị nghỉ hả dạ 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 không phải ông đừng nghĩ vậy mà tội cho bà trước khi đi bà có dặn tôi là phải chăm sóc ông cho tốt dạ tôi tự ý nghĩ thôi à thôi được rồi vậy thì chị vô thu ship đồ ngay đi để tôi còn khóa cửa dạ tôi cũng chỉ có mấy bộ đồ bà không mặc nữa bà cho chứ không có gì chuẩn bị lâu lắm đâu ạ à. dạ thưa chị chúng tôi đến đây để đăng ký kết hôn anh chị điền thông tin vào tờ giấy này và xuất trình giấy chứng minh nhân dân cùng giấy chứng nhận độc thân dạ giấy tờ đầy đủ rồi ờ để chị xem anh chị ký vào đây nha alo phòng đã ký kết hôn nghe chào cô tôi là trần cương tôi có chuyện muốn nhờ cô anh cứ nói đi Tôi nhờ cô Nếu có ai tên là Tấn Trực Tới đăng ký kết hôn Thì cô khoan làm thủ tục Làm đăng ký kết hôn cho nó Ủa Sao vậy ạ à? Vì tôi là cha của nó Tôi không đồng ý cô hôn nhân này Tôi nghĩ chuyện này Anh nên giải quyết Trong nội bộ gia đình Còn chúng tôi Trên nguyên tắc Cứ đủ điều kiện Theo quy định của pháp luật Là chúng tôi cứ làm Chứ không thể không làm được Nếu như vậy Là sai nguyên tắc đó anh à Vậy khi nào tụi nó tới đăng ký kết hôn Nhờ cô báo cho tôi biết một tiếng được không Tôi sẽ tạ ơn cô Alo Tôi đang nghe đây Cô ra giá bao nhiêu tôi cũng chịu hết Quá ra làm cán bộ đăng ký kết hôn như tôi Mà cũng nhận được tiền hối lộ sao à, Xin cô đừng nghĩ vậy Đây không phải là hối lộ Mà là chút lòng thành của tôi cũng trả ơn cô thôi chắc anh đã quen với cái kiểu biếu quà tặng theo cách này rồi chứ gì nhưng nói thật với anh tôi không thể nào làm theo ý của anh được chào anh à cô theo nguyên tắc thì chúng tôi phải làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai anh chị nhưng mà xét về tình á thì tôi nghĩ để hạnh phúc của hai anh chị được trọn vẹn anh chị nên làm công tác tư tưởng với hai bên gia đình để cha mẹ còn chúc phúc cho hai anh chị ừ dạ chúng tôi hiểu à ừ hai người ký vào đây và ghi rõ họ tên bên này bên chồng và bên này bên vợ nè dạ em ký trước đi À, <laughs> xin chúc phúc cho hai anh chị Cho tôi gửi chị má đã thắp hương xin ông bà tổ tiên rồi ba của thu minh đã chấp nhận rồi hai con làm để dân hương đi dạ yeah. yeah. ừ. Hôm nay là ngày các con nên nghĩa vợ chồng. Bác có mời các bác, các cô, các chú, các cậu, các mợ đến để chứng kiến. Bây giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau đi. Ừ. Dạ. Ừ. nhỏ này ờ. bao ba đi về dẹp không cưới xin gì hết ba anh trực con xin ba mà ba thôi con con để má để má ông là ai mà đến đây làm loạn nhà tôi vậy tôi là cha tấn trực tôi không đồng ý đám cưới này ông là cha của tấn trực à nhưng chính ông đã viết giấy tờ con vậy thì bây giờ về tình về lý ông không còn tư cách làm cha của tấn trực nữa ông có cần xem lại giấy tờ đó không mà là ai ông không muốn xem đúng không bây giờ tấn trực đã là con rể của tôi ông không có tư cách gì đến đây để quát tháo con rể của tôi nhưng mà tôi yêu cầu ông ra khỏi nhà tôi ngay không, nếu không chúng tôi sẽ tóc cổ ông ra à, tùy ông lựa chọn mày mày đúng là thằng mất dạy thằng khốn nạn gia sắp xếp yeah. à, không có <laughs> chuyện gì đâu các anh chị ạ. À? <laughs> dạ. À bây yeah. giờ à, tôi à, mời mọi người chung vui với má con chúng tôi một bữa cơm gia đình ha. Dạ dạ mọi dạ, mọi dạ, mọi dạ. Dạ chị. Dạ. <laughs> Chào mừng em Đến với tổ ấm của chúng ta Nhà đẹp quá hả Anh mua sắm hơi nào Mà đầy đủ hết vậy Bây giờ họ có dịch vụ trọn gói mà Tất cả mọi thứ đều đặt hàng qua mạng Chỉ cần một cái clip chuột là xong hết rồi Sau đó họ sẽ sắp đặt Theo đúng ý của mình luôn <laughs> Anh giỏi quá hả <laughs> má thưa má ủa hai đứa tụi con đã đăng ký kết hôn và làm lễ gia tiên rồi ôi vậy thì tốt quá má chúc phúc cho tụi con con cảm ơn má má để con làm cho thôi thôi đâu có bao nhiêu đâu để một chút má quét hai đứa tới thăm má như vậy là được rồi tụi con phải nhớ tôn trọng và yêu thương nhau suốt đời nha đừng như ba má nhất là tấn trực đó con phải nhớ con là chỗ dựa cho thu minh nghe chưa dạ tụi con biết rồi má dạ ừ. à, vậy ủa con chào bác chào con ờ đây là ờ, dạ đây là thu minh vợ của tấn trực ờ. dạ con chào bà. bác bắt mừng quá con à thôi tới thăm má như vậy là được rồi hai đứa đi về đi nghe Dạ thưa má con về ừ. Thưa bác con về ừ. Tụi con về trước à Chào con Thưa má con về Chị xuống tóc thiệt rồi sao À Tôi cũng mới xuống tóc sáng nay thôi Cũng may là Sư thầy biết tôi tu tập trước đây rồi Cho nên là thầy đồng ý cho tôi xuống tóc sớm đúng là cuộc đời không ai học hết được chứ ngờ phật dạy sắc sắc không không mà chị thôi chị vô trong làm lễ lại phật đi mong chị tìm được niềm vui nơi cửa phật ừ, cảm ơn chị thôi chị vô đi con nghe nè má con nè à, chồng con đi mỹ về chưa con ừ, một tuần sau anh ấy mới về có gì không má ờ có chuyện này má muốn nói với con nè sáng nay má lên chùa bất ngờ má gặp được ba má con của bà thanh an ừ sao lại là ba má con hả má ờ thì có tấn trực với lại vợ của nó nữa mà thương bà thanh an lắm bà ta xuân tóc đi tu rồi con à, trời, thiệt sao má? thấy cảnh tội quá con à. Nhưng sao tấn trực lấy vợ rồi mà không bảo bọc được mẹ, phải để cho mẹ mình đi tu vậy? Chắc là anh ta cũng không sống nổi trong căn nhà đó, thì làm sao bảo vệ mẹ anh ta được hả má? Con nói vậy có nghĩa là sao? và nghe nói anh ta cũng bỏ nhà đi theo vợ anh ta má vậy thì ông ta ham kiếm tiền để làm gì chứ đồng tiền có đem lại được tất cả hay không đồng tiền không phải là tất cả nhưng mà cũng không thể thiếu được đâu má biết là như vậy nhưng má nghĩ mình đừng để thiếu thốn là được rồi chạy theo đồng tiền có sung sướng gì đâu con nhưng đồng tiền khi thiếu thì người ta cần còn khi giàu thì người ta tham mà sao hôm nay má lại nói với con những chuyện này ừ thì má thấy con với quốc hùng cứ lao tâm khổ trí đi kiếm tiền cực khổ quá đời người mà cứ tham sân si thì khổ mãi đó con à con cũng nghĩ như má nhưng mà chưa đến lúc con dừng lại đâu má ừ. theo má con được nghĩ tới chuyện trả thù nữa nợ đời thì trời trả Giờ ông ta như vậy là cũng đã bị trời trừng trị và có con làm ăn như vậy cũng là tốt lắm rồi Mình hãy nghĩ đến hạnh phúc của mình đi con à Thôi còn cốc máy đây Má ngủ ngon nha Bây giờ đã rõ ràng là vì lấy ba tôi vì tiền chưa? Bởi vì tiền là thứ khi thiếu thì người ta cần khi dạo thì người ta tham Chính gì vừa mới nói với mẹ gì như vậy mà Còn nghe lén gì hay sao <laughs> Tôi không thèm nghe lén Nhưng mà nếu tôi không nghe được những lời lẽ đó Thì làm sao tôi có thể hiểu rõ được tận tim đen của gì Còn hiểu sai về gì rồi <laughs> Sai à Bởi vì tiền là thứ khi thiếu thì người ta cần tức là khi gì cần giật dậy công ty đã phá sản thì gì cần tiền, vì lấy ba tôi vì tiền. <laughs> còn khi đã giàu thì người ta tham. Là bây giờ vì đã lấy được nhiều tiền của ba tôi rồi, vì lại càng muốn có thêm nhiều hơn nữa. Tôi hiểu như vậy, không đúng sao? Con sẽ không bao giờ hiểu đúng, khi còn cứ xét nét và chụp mũ người khác như vậy. tôi không có gu để cho gì đạt được mục đích đâu vì đừng có tưởng dễ anh ủa em <laughs> anh nấu cơm hả ừ thôi để đó em làm cho lấy giùm em cái rổ đi có gì đâu em mới về em mệt rồi em lên lầu nghỉ ngơi đi để anh làm thôi em làm được mà lấy cái rổ giùm em đi Ừ. Có làm được không đó Chồng của em mà Sao không làm được <laughs> Anh Em mới xin được việc này cho anh Nhưng Không biết là anh có đồng ý hay không Việc gì à, Là quản lý phòng máy Ở bệnh viện đa khoa Chỗ em làm việc Em biết Là công việc này không đúng chuyên môn của anh. Tại vì chị phụ trách công việc này á, chuẩn bị nghỉ hưu rồi. Em á, thì muốn kiếm việc gì đó cho anh làm. Tùy em. Em nói với họ là anh sẽ nhận công việc này. Thời buổi này là thời buổi uh, việc chọn người chứ không phải người chọn việc. Với lại uh, hai vợ chồng cũng làm chung một chỗ, vậy cũng vui mà. Ừ. <laughs> vậy anh làm hồ sơ đi, làm xong rồi uh, gửi cho em. Mai nè Sao anh không hỏi mức lương vậy <laughs> Em à Người ta sống được Thì hai vợ chồng mình cũng sống được thôi Có gì đâu mà em phải lo <laughs> ừ, Em á Là em lo cho anh thôi Chứ em á Sống với đồng lương ít ỏi Cũng quen rồi ừ, Anh Ít tiền Không có nghĩa là Ít niềm vui Ít hạnh phúc Đúng không Vợ dạ, nói hay quá ừ. <laughs> Mà em nè Ngày mai là đám vỗ của ông nội anh Thôi em thì uh, Tụi mình có nên về tham dự không Em nghĩ nên về Ngày mai á em trực đêm Cho nên buổi sáng em cũng rảnh Nhưng mà em sợ Là ba của anh không cho mình vô nhà thôi <laughs> Không sao đâu em Thì hai vợ chồng mình cứ về thắp hương cho ông nếu bị ba đuổi á Thì hai về chồng mình bỏ về Ừ Dạ Vậy cũng được Nhưng mà anh Má có về không Anh cũng chưa biết nữa Hay là Ngày mai á Mình cứ đến chùa đi Nếu má về Thì mình đón má về luôn Ừ Vậy cũng được Ừ <laughs> i Hôm nay là đám dỗ của ông nội à. Tụi con tính về để thắp hương cho ông Rồi sẵn tiền xin lỗi ba luôn Ba về chung với tụi con nha <laughs> Cô đã quyết xa lánh bụi trần Không còn dướng bận gì nữa Tụi con cứ về Lo đám dỗ ông nội phụ với ba Nếu ông ấy bỏ qua Vui vẻ thì tốt nhưng mà có má về chung với tụi con Thì tụi con sẽ vững tâm hơn Cô không nghĩ vậy đâu Tánh ổng cô biết mà nhiều khi cô về làm ổng khó chịu với tụi con nhiều hơn thôi hai đứa về đi trễ rồi còn cô cô vô dân hương lại phật cầu xin cho ông nội được an viên miền cực lạc về đi con má thôi mình về Ngày dỗ ông nội Sao ba không ở nhà vậy Không lẽ không làm gì Hay là ba ở nhà một mình buồn quá Rồi về quê dỗ ông nội Ông nội anh chỉ có mình ba anh là con trai à Còn hai cô đều lấy chồng ở Mỹ rồi Với lại Ở quê cũng đâu có ai làm đám dỗ cho ông đâu Mà ba về Vậy sao ba để nhà cửa Điều hiu Lạnh lẽo quá vậy anh Hôm nay á Là ngày đám dỗ thứ 20 của ông nội con Dạ Nếu ông còn sống á Thì bây giờ đã tròn 100 tuổi rồi Cuộc đời này Thật là phù du Và vô thường quá phải không ba Ừ Bởi vậy Khi còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời Là một ngày đáng sống Sống đẹp nha con Dạ anh anh hả tụi mình về đi ờ thôi mình về Ờ. <laughs> sao con nhớ ba quá à ở nhà mọi chuyện tốt đẹp chứ con dạ à, mà ba có cái này cho con nè con coi nè mèo con đó <laughs> cháu đẹp quá ừ con mèo con giống bà nội y đúc à là giống mẹ hả ba Um, giống cả hai bà nội luôn á, không dám hai bà nội đâu. nè, em coi đi. bà nội của mèo con á thì em không biết, nhưng mà em thấy mèo con có nét hơi giống Thanh Tú, Thanh Tú chắc là giống mẹ lắm ha. ờ, à, Thanh Tú rất là giống mẹ, nhất là gương mặt và cặp mắt. <laughs> ở nhà em và thanh tú có chuyện gì không? À, đâu có gì đâu anh, mọi chuyện vẫn bình thường mà. Tôi là Happy, xin chào các bạn đến với chương trình ngạc nhiên chưa? Những màn trình diễn phi thường độc đáo, xuất sắc và cực kỳ. Sao con gái? ở nhà có gì vui, có gì mới không? Ba xin lỗi ba vô tình nhắc đến má con làm cho con buồn nhưng con đừng xử sự như trẻ con như vậy tại con ghét sự giả dối con nói vậy là sao ai giả dối hả thì còn ai vào đây nữa ba giả dối cái gì chừng nào ba tin con thì con mới nói à, chuyện gì mà quan trọng vậy con con đã bảo là con chưa muốn nói mà Ba, không có chuyện cha con anh Tấn trực tới nhà mình nữa đâu nha Con tự hôn rồi ừ, Vậy cũng tốt Vợ chồng còn do duyên số nữa con à Ba không phải an ủi con đâu Ba nói thật chứ có an ủi con đâu mà sao ba không hỏi vì sao con từ hôn <laughs> Ba tôn trọng quyết định của con Ba thấy là không cần phải hỏi Nhưng con muốn ba biết Lý do là con phát hiện ra anh ta muốn lấy con là để vào nhà này chứ không phải là vì con <laughs> lấy vợ không phải là vì vợ thì vì ai con có suy diễn quá không con không suy diễn con thấy ngay trước mắt mà thôi ba về nghỉ đi con không nói nữa à ba có mua quà cho con tí nữa qua phòng ba lấy nha <laughs> vở kịch mà thanh tú dựng nên là người diễn kịch bản, vừa là diễn viên chính đã không lên sàn diễn được, cho nên thanh tú tự dớt dát danh dự của mình bằng cách từ hôn phải không em? em nghĩ chắc không phải như vậy đâu, anh đừng có nói như vậy mà nghĩ quan cho con. quan cái gì? nói ra là anh biết liền. mà nghĩ cũng lạ ha, thanh tú vừa từ hôn thì tấn trực đã đi lấy vợ thì đó khi mà tấm màn nhung sân khấu khép lại thì diễn viên trở về đời sống thực của mình mà sao em biết tấn trực cưới vợ má đi chùa thì gặp vợ chồng tấn trực lên thăm bà thanh an đó anh ừ, anh hiểu rồi hình như em có điều gì lo lắng bất an phải không à, đâu có gì đâu anh Nếu em có điều gì đó không ổn Thì nên chia sẻ với anh Anh muốn là em Sống thật vô tư và thanh thản bên anh Tại sao em im lặng vậy à, Em đang nghĩ Nếu như Cuộc đời này đơn giản hơn một chút Thì mọi người sẽ sống vui vẻ hạnh phúc với nhau Phải không anh <laughs> Đơn giản hay không là ở mình đó em em chỉ thấy thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh anh thôi ở bên anh mọi lo lắng buồn phiền thậm chí là cả hận thù đều tan biến hết em yên tâm đi anh mãi mãi ở bên em che chở bảo vệ và là chỗ dựa vững chắc cho em trong bất kỳ hoàn cảnh nào <laughs> thật An, thôi, bà về với tôi, về với tôi đi bà, đi, đi. Bà, Thịnh An, An. Anh chào em. Chào anh anh vô nhà. À. Anh, anh vô ngồi chơi đi. Em xuống bếp kẹo công chuyện một chút. Ừ. sao lại có chuyện như vậy được chứ ba con mới đọc được bài thơ này hay lắm con đọc cho ba nghe nha ừ. <laughs> nếu biết rằng tôi đã lấy chồng trời ơi người ấy có buồn không có thầm nghĩ đến loài hoa dở tựa trái tim phai tựa máu hồng chà, hay quá chà dạo này con gái của ba cũng thích đọc thơ sao không? thì con gái của ba cũng phải giống ba chứ <laughs> anh thấy Thành tú cũng có năng khiếu thi ca lắm đó em như vậy là đầu năm cưới cuối năm các con cho má có cháu bồng thật là tuyệt vợ con mà đã nói là chính xác đó má má quên là vợ con là bác sĩ hả má biết má biết mà tại má mừng quá <laughs> má um, em bé cũng chỉ mới được có hai tháng thôi để ngày mai con vô bệnh viện con nhờ bạn siêu âm lại coi sao thôi thôi cứ để cho nó tự nhiên không có siêu âm gì hết trời sinh trời dưỡng miễn sao con đi đứng cho cẩn thận nè ăn ngủ cho đầy đủ tinh thần vui vẻ thoải mái là đứa trẻ sẽ phát triển tốt không được đụng cái gì vào cháu của má nghe chưa <laughs> má này siêu âm mà làm như đau đớn lắm vậy đó <laughs> không đau đớn nhưng mà cũng tia này tia nọ chiếu vào nó cứ để cho nó được tự nhiên đi con ha nghe lời má không được siêu âm nghe chưa nè, dạ má nói phải đó con trai hay con gái không quan trọng quan trọng là có cháu là hạnh phúc rồi đúng không má đúng rồi <laughs> đúng rồi đó <laughs> rồi 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 được rồi vậy thì con sẽ không siêu âm nữa ừ. má yên tâm chưa <laughs> ừ thôi được rồi cứ vậy ha dạ à thôi ăn đi ăn đi tụi con dạ. ăn đi má Hừ? con muốn hỏi má chuyện này có chuyện gì con hỏi đi chú Tư quà yêu má phải không má ừ sao con lại hỏi vậy thì à, con thấy vậy cho nên là con hỏi thôi ừ nếu đúng như vậy thì ý con sao một người đàn ông mà bị vợ bỏ như chú ấy chắc chắn không phải là người chồng tốt má nghĩ con nói như vậy có đúng không nếu như chú ấy là người chồng tốt thì chắc chắn vợ của chú ấy sẽ không bỏ chú ấy và nếu như không tốt với vợ này thì chắc chắn sẽ không tốt với vợ khác đâu má con nói như vậy hoàn toàn là không đúng trong chuyện vợ chồng không phải tốt là sống với nhau còn xấu thì bỏ nhau đâu con mà phải nói đến duyên nợ có hợp tính hợp tình để sống với nhau cả đời hay không con à nhưng nếu mà người tốt mà sống không hòa hợp với nhau thì họ cũng sẽ biết tìm cách để mà dung hoạt cuộc sống mà má <laughs> nếu như chú ấy yêu má và muốn kết hôn với má thì má sẽ nghĩ sao con à má và chú ấy đều đã lớn tuổi hết rồi có chăng thì chỉ là bạn già với nhau thôi bạn già là bạn thế nào hả má ờ thì là đi lại quan tâm nhau thôi con à mà thôi má làm sao thì làm đừng làm con xấu hổ với người khác là được rồi Alo, anh nghe đây Sao giọng anh buồn hiu vậy? Đâu có gì đâu em Hay là đi uống cà phê với em đi Em có chuyện này muốn nói với anh nè Ờ, à, thôi Hôm nay anh rất bận Em nói qua điện thoại luôn đi Là chuyện của Minh Hương thôi Hôm rồi em nghe nói Minh Hương đã gọi điện thoại Và xin lỗi Lê Hoàng Và kể hết mọi chuyện với anh hồi ở bên Mỹ Tất nhiên là Minh Hương đổ lỗi cho anh chia tay trước Vậy lê hoàng có nói gì không em lê hoàng thấy minh hương không những không thật mà còn những mối quan hệ lăng nhăng sau đó quyết định chia tay luôn coi kìa sao anh im lặng vậy bộ thương nhớ người xưa hả thương nhớ cái gì chứ em đừng nói như vậy có được không vậy sao anh lại im lặng anh đang lo không biết nói sao với lê hoàng đây và còn cậu của em nữa anh không biết nếu như mà cậu của em biết chuyện thì sẽ như thế nào nữa trời ơi tưởng chuyện gì thứ nhất Lê Hoàng không có lý do gì để trách anh. Thứ hai, Lê Hoàng cũng không dám kể gì về Minh Hương cho cậu nghe. Chị nói là hai người không hợp nhau, nên chia tay thôi. Anh yên tâm chưa? Còn nếu sau này xây dựng nhà máy xong rồi, mà anh vẫn không cưới em. Sợ cậu nói anh lợi dụng em để mượn tiền này nọ. Thì em sẽ bảo lãnh cho anh. Em sẽ nói với cậu y như Lê Hoàng đã nói về Minh Hương vậy thôi. Thôi, em hết chuyện rồi. Anh làm gì làm đi Em cướp máy đây Rõ ràng là như Thủy rất yêu mình Nhưng mà cũng rất tự trọng Nên chỉ quan tâm mà không biểu lộ tình cảm đối với mình Hay là mình sẽ lấy vợ Mình sẽ cưới như Thủy Được rồi mọi người Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây nha nước nè em cảm ơn anh thằng quốc hùng nó hỏi như vậy đó là nó cũng tin mắt quá chứ mẹ em biết không tình yêu là cái thứ khó giấu nhất anh à em không đùa đâu bây giờ em không biết ăn nói làm sao với các con đi nữa có khó cái gì đâu mà không nói được hay là để hôm nào anh nói hai con cho Không được đâu anh Cứ để từ từ rồi em tính Em làm cái gì mà em sợ con như là sợ cha mẹ vậy không biết nữa à <laughs> Cha mẹ cũng dễ nói hơn đó anh Thì có khó gì đâu Anh không vợ Em không chồng Yêu nhau Đến với nhau là chuyện thường tình mà Hay là Em chưa thật lòng đến với anh Đúng không Anh nghĩ sao cũng được. Em giận anh hả? Để anh phải nghĩ cho cái khó của em chứ. Vô đi. anh uống cà phê đi hôm nay anh sao vậy <laughs> chắc là tối qua anh nhớ người yêu nên ngủ không được phải không em lấy anh nha anh anh đừng giỡn với em à anh không có nói giỡn đâu em có thể cho anh suy nghĩ và anh có thể rút lại lời nói đó Alo, thanh trà đó hả con? Dạ Ba nghe nè Má có người yêu rồi Ba má đã chia tay với nhau rồi Má con có người yêu là chuyện bình thường Cũng chúc mừng cho má con thôi chứ có gì đâu con Không dám mừng đâu Má có người yêu rồi lỡ má lấy chồng Con ở với ai? Trời <laughs> Con lớn rồi Tốt nghiệp đại học rồi Chứ còn nhỏ nhất gì nữa đâu với lại trước đây á Má con chưa sang Con ở với ai Thì hồi trước con đi học á Con ở với bạn Nhưng mà bây giờ con đi làm rồi Thì đâu có bạn ở cùng nữa đâu ba <laughs> Với lại con quen <laughs> ở với má rồi Nè Hay là bây giờ á Con kiếm một cậu nào đó đi Má cưới Con cưới Vậy là có người ở chung rồi Lo cái gì <laughs> Ba cứ chọc con hoài hả à? Ba nói thiệt chứ có đùa đâu nè Con á Cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi chứ còn nhỏ nhít gì nữa đâu con không thích lấy chồng ngoại <laughs> vậy thì thu xếp đi về Việt Nam ở với ba ba kiếm cho một cậu chồng nội nghe chưa ba mà làm mai cho con chắc tụi con chia tay sớm quá hả? mà nói vậy thôi chứ ba không lấy à. vợ nữa hả thì uh, nếu mà có người đồng ý làm vợ ba thì ba cũng cưới sự cô đơn nào cũng đều đáng sợ hết con à cuộc đời Kỳ lạ quá phải không ba? Đúng. Kỳ lạ trong quỹ đạo của nó đó con. Sao em lại nói như vậy? Má với chú Từ Hòa thương nhau là chuyện tốt mà. Tốt cái gì mà tốt hả chị? Già dạ rồi, thì phải lấy con cháu làm vui. Chứ ai đời mà lấy chồng chứ. Nhưng mà em thử nghĩ coi. Chị thì đi lấy chồng, em thì đi lấy vợ. Má ở nhà lụi thủi có một mình à, có buồn hay không? chị à, cái vấn đề ở đây á, là em lấy vợ nhưng mà em sẽ giận ở với má, sao mà em để má lủi tuổi một mình được? nhưng mà không có tình cảm nào giống tình cảm nào, chỉ là bù đắp cho nhau thôi. chắc là chị nói y như lạnh đại Tứ nói với con riêng của anh rồi hả? chị có nghĩ là hai người đó sẽ sống với nhau rồi nương tựa nhau tuổi già được hay không? hay là lúc đó phải nhờ tới em, rồi em phải có thêm một cái gánh nặng nữa hả chị? em nghĩ xa quá rồi đó. em không có nghĩ xa gì hết, chị nghĩ có đúng hay không? tuổi già phải nương tựa vào con cháu. Chứ không thể nào mà nương tựa vào bạn già với nhau được Biết ai đau ốm Chết chóc trước ai Với lại chú ấy lại không có con cái ở đây Còn chị thì đi lấy chồng riêng Lúc đó gánh nặng đổi lên đầu em đúng không Nhưng mà em đã biết ý của chú Tư và má như thế nào đâu Mà em đã nói như vậy Em nói trước là như vậy Em không cần biết má và chị hai nghĩ gì Nhưng đối với em em không chịu đâu Em Alo em nghe nè ừ em nghe hả em còn nợ anh một câu trả lời đó nha nhưng anh đã suy nghĩ lại chưa anh có muốn rút lại lời đã nói không chưa muộn đâu em nha em hơi làm khó anh rồi đó nhưng anh có yêu em không mà đòi cưới không lẽ tình yêu là mình phải nói yêu mới được hả tình yêu mà không dám nói yêu thì liệu có tin được không ừ vậy là em chỉ tin vào lời nói thôi đúng không không hẳn là vậy nhưng mà ít nhất anh yêu em thì cũng phải nói được ba từ đó chứ ừ được em chờ đó như thủy anh làm em bất ngờ quá <laughs> anh cảm ơn em đã nhận lời cầu hôn của anh bây giờ thì em không cần phải nói dối ba mẹ và cậu mở của em nữa em yêu anh mình cưới nhau nha em alo má hả ờ má nè con con có tin vui cho má nè ờ vậy sao con chúc mừng con nghe mấy tháng rồi con không phải chuyện đó con chưa muốn có con mà là tình của Quốc Hùng Má Quốc Hùng á đã cầu hôn Như Thủy rồi Vậy thì đúng là tin vui rồi <laughs> Tụi nó định cưới liền á má Ủa sao gấp gì con Thì tụi nó làm cùng công ty với nhau mấy năm nay rồi Còn thấy Như Thủy cũng được lắm á Má đồng ý đi nha má <laughs> Tùy nó thôi con à Ờ thôi Má đang bận Má cúp máy nha à, Dạ vậy thôi nha má chuyện gì vậy em anh ơi thằng quốc hùng nó sắp lấy vợ rồi ô trời ơi vậy là quá hay rồi <laughs> vô đi có chuyện gì vậy dạ công trình xây dựng nhà máy đã hoàn thành phần móng bên thi công người ta yêu cầu mình chuyển tiền theo tiến độ hợp đồng đó anh ạ vậy đó kế toán làm phiếu chi rồi đưa lên tôi ký dạ <laughs> con nói như vậy là được rồi Để má sắm cái lễ sang nhà thưa chuyện với ba má như Thủy Rồi sau đó mình mới tính tới chuyện lễ cưới đó con Nhưng mà tụi con định tổ chức đám cưới đơn giản thôi má Sao được con Đời người chỉ có một lần Con phải làm sao để cho vợ con được nở mặt nở mày với bạn bè và người thân nữa chứ Nhưng đó là ý của như Thủy mà má Kỳ vậy ta Đáng lý ra như Thủy là người đòi đám cưới to mới đúng chứ <laughs> Như Thủy nói với con là không quan trọng đám cưới to hay đám cưới nhỏ gì hết chỉ quan trọng là làm sao cho gọn nhẹ vui vẻ rồi tạo ấn tượng để ghi nhớ trong lòng mọi người thế là xong đó là chuyện tụi con bàn bạc thôi nhưng mà riêng với má má phải làm đúng theo truyền thống mới được biết rồi má hậu yên tâm đi nói với chuyện này để con và như thủy lo cho nha <cười> 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 cô ta linh thiệt Mình định gọi cho cô ta Thì cô ta lại gọi tới Là bác đây Số tiền tôi đã đầu tư Bây giờ bác tính sao Mà bác im lặng luôn vậy Hay là bác thấy tôi im lặng Rồi bác muốn lờ đi luôn sao Tôi tưởng cô gọi cho tôi Là để đầu tư tiếp Thực hiện đúng hợp đồng Còn cô đã nói như vậy Thì tôi cũng nói thẳng luôn Cô muốn kiện đâu thì cứ kiện đi Cô làm sai hợp đồng chứ không phải tôi. Vậy là bây giờ bác định cướp số tiền ấy của tôi luôn sao? Nè. Cô ăn nói cho cẩn thận nha. Thế nào gọi là cướp? Tôi nhắc lại cô một lần nữa. Cô đầu tư làm ăn với tôi, nửa chừng cô ngưng đầu tư. Vì vậy, người làm sai hợp đồng là cô chứ không phải là tôi. Cho nên, tôi có trả lại số tiền cho cô hay không á, đó. đó là quyền của tôi. Cô muốn làm gì á thì cứ làm đi. Tôi thách cô đó. Được Tôi cũng thích ông đó Anh đoán không sai Hai mẹ con có vấn đề với nhau Mà không ai chịu nói ra Thì ra là vậy Không phải lại muốn giấu anh đâu Em chỉ sợ nói ra rồi Anh lại la mắng Thanh Tú Tới lúc đó Mối quan hệ với em và Thanh Tú Lại càng căng thẳng thêm thôi Bây giờ anh hỏi em quá Nên em mới nói thôi Nhưng vợ chồng á thì phải chia sẻ với nhau chứ em hèn gì hôm anh mới về thanh tú nó khoe là đọc được một bài thơ rất hay nó dám bắt bẻ em về bài thơ của ttkh và cả những câu em nói với má hết biết nói với nó rồi thôi bỏ qua đi anh được anh chia sẻ là em yên tâm và nhẹ lòng rồi nhưng cũng phải nói cho nó biết chuyện phải trái chứ em từ nay Thanh Tú có làm gì Hay là nói gì làm cho em buồn Thì nói với anh Đừng có ôm ấm ức một mình đó nha Dạ em biết rồi Làm vợ anh cũng khổ cho em quá <laughs> Anh đừng có nói như vậy mà Được anh yêu thương và quan tâm Là em hạnh phúc lắm À Mà anh cũng đừng trách mắng Thanh Tú nha Cứ coi như là anh chưa nghe chuyện gì hết Anh biết rồi Anh biết phải làm gì mà ừ. <laughs> Quán cà phê này yên tĩnh Và thơ mộng quá đúng không ba? Giá mà cuộc đời yên tĩnh và bình lặng như vậy Thì tốt quá phải không cô? ba muốn nói chuyện gì với con cho nên đưa con ra đây đúng không ờ thì cũng có nhưng về cơ bản lâu rồi cha con mình chưa có dịp ngồi với nhau trong khung cảnh nên thơ như vậy ba biết là con không ưa gì mẹ kế thậm chí là không muốn nhắc tới hai từ đó nhưng con hãy thông cảm cho ba ba không thể thiếu các con cũng như ba không thể thiếu cô ấy vậy thì con hãy giúp ba sống vui vẻ và thoải mái bên mẹ kế cùng các con được không trời người ta lại to nhỏ gì với ba nữa chứ gì sao con lại nói như vậy chứ mẹ kế không phải là người con nghĩ đâu thậm chí bị con chập ủ quan ủ khi thấy bài thơ của ttkh trong cuốn tiểu thuyết nào đó hay cả những câu nói về đồng tiền về quan điểm cuộc sống mẹ kế buồn lắm nhưng không hé lời với ba một tiếng nào hết không hé lời thì làm sao mà ba biết được hả ba là tình cờ ba nghe được cuộc điện thoại của mẹ kế nói chuyện với má cô ta con thừa biết cái trò đó rồi hơn nữa sao trước đây người ta không nói chuyện với má của người ta mà phải chờ ba về rồi mới nói có phải là người ta đang cố ý nói để cho ba nghe hay không người như vậy á thì còn ghê gớm hơn là nói thẳng với ba nữa đó ba à đó cũng là do con suy diễn ra thôi nhưng rõ ràng những chuyện mà con đã nói với mẹ kế như vậy là không đúng nè ở đời con không nên xét nét và suy diễn nhất là mẹ kế với con chồng con à vì như vậy thì khó sống với nhau lắm con à nếu khó sống á thì có chăng là con với ba chứ còn người ta á thì đang cố đấm ăn xôi đó ba à Khó như vậy thôi Chứ khó nữa Thì người ta cũng sẽ không từ đâu ba à Con lại như vậy nữa rồi Sao con không nghĩ mẹ kế vì ba mà chịu đựng tất cả Vì ba hiểu mẹ kế hơn con Ba thật sự hạnh phúc khi có được mẹ kế Vậy thì hãy vì ba Con có thể sống một cách Vô tư thoải mái bên mẹ kế được không Như vậy cả nhà mình Ai cũng vui vẻ và hạnh phúc hết Ba À, không có đơn giản như vậy đâu Vì người ta bước chân vô nhà mình Là đã có mục đích riêng rồi Có thể là bây giờ ba quá yêu thương Cho nên chưa nhận ra thôi Nhưng mà bà cứ chờ đó đi Con nhất định sẽ chứng minh cho bà thấy Con cái đã lớn Đúng là khó thuyết phục hơn mình tưởng Ba Con có chuyện này con không biết có nên nói cho ba nghe hay không. chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? vậy nếu con nói thì ba đừng trách con tò mò nha. vì không tò mò thì làm sao mà mình hiểu người ta được phải không ba? con cứ nói xem sao. Ừ. con thấy là họ vẫn còn liên lạc với nhau. không tin á thì ba cứ mở điện thoại của mẹ kế ra sẽ thấy được số điện thoại của tấn trực liền. chuyện này con không chụp mũ suy diễn và cũng không thể tự bị đặt ra phải không ba? À, cứ cho là con nói đúng đi. nhưng cho dù đã chia tay nhau thì họ vẫn có quyền nói chuyện với nhau. vấn đề là ở nội dung cuộc nói chuyện đó mà còn nội dung thì con không nghe được đúng không? vậy thì con cũng đừng kết luận họ còn liên hệ để tư tình với nhau. vậy là con suy diễn rồi đó vậy thì ba nghĩ ngoài chuyện tư tình ra họ còn có thể nói gì được hả ba còn nếu ba muốn biết cụ thể nội dung cuộc nói chuyện thì con đã có cách ghi lại cho ba thôi thôi ba không muốn nghe không muốn biết gì nữa con dẹp ba cái trò đó đi <laughs> hạnh phúc là của tụi con tụi con quyết định sao thì má sẽ làm theo như vậy dạ. con cảm ơn má ừ. má con rồi ủa hai đứa sao mà sắp tới ngày đám cưới rồi mà hai đứa không gửi thiệp mời gì hết vậy tụi em chỉ tính gửi thì báo hủy thôi chứ không gửi thiệp mời chị tụi em tổ chức đám cưới kiểu gì kỳ vậy con tôi nói gì bạn với má đám cưới chỉ làm lễ rước dâu ở nhà như thủy còn làm lễ gia tiên ở nhà trai rồi sau đó là bữa tiệc nho nhỏ, nhỏ đã nhà gái, nhà trai, nói chung là trong đoàn rước dâu. Rồi hai vợ chồng lên máy bay đi châu Âu luôn. vé máy bay cũng đã đặt rồi con à. <laughs> như vậy đâu có được. Em làm như vậy á, rồi người ta nhìn vô, nói chị với má, không tổ chức được cho hai em một cái đám cưới đàng hoàng hay sao? Không có sao đâu. Nếu như mà em muốn tổ chức đám cưới như vậy, thì em tự lo được. Đâu phải là để má cho chị hai lo đâu. Bây giờ chị cứ nghĩ đi. Tụi em sẽ tổ chức đám cưới mà trong phòng tân hôn chỉ có hai người ở châu Âu Như vậy là quá hạnh phúc luôn Đúng chưa Em thiệt là lắm <laughs> trò đó Kệ tôi nói đi con Bên nhà như Thủy cũng đồng ý như vậy mà Dạ Tại em thấy các cô dâu chuẩn bị cho ngày cưới mất mấy tháng Rồi thì ngày du quy Ngày tân hôn Trang điểm ăn mặc Rồi đãi tiệc nữa Mệt rã rồi ha à. Rồi tới đêm tân hôn Chồng nằm một nơi Vợ nằm một nơi Đâu có hạnh phúc đâu chị ừ. Em đã cũng đúng Như vậy thì chị hai Thấy sự lựa chọn của em là ok không ta ừ, Cũng được thôi <laughs> Thôi Chị với má ngồi chơi nha Còn với uh, Như Thủy Đi lo chút chuyện ừ. Ừ. <laughs> Đi thôi em Dạ chào má Chào ừ. chị dạ. Ừ đi đi con Con đi nha má <laughs> Con biết làm sao Mà tụi nó không làm đám cưới rành rang không một phần cũng là vì con Hà Mi vừa mới mất Mới gì nữa má Cũng đã gần hai năm rồi Hơn nữa Hạ Mi cũng đâu phải là vợ của Quốc Hùng Ừ thì về lý là như vậy Còn về tình Thằng Quốc Hùng nó coi con Hạ Mi như là vợ con của nó ừ. Con có biết không Hôm đăng ký kết hôn đó nha Hai đứa nó ra mộ thắp hương cho con Hạ Mi đó Kể ra Quốc Hùng nó sống như vậy là có tình có nghĩa đó má à, Chỉ tội tình yêu nó đặt không đúng chỗ thôi Anh đứng đây nha ờ, Để em mở cửa cho Đứng đây nha Xong rồi anh Đi Từ từ, từ từ <laughs> Ờ, thôi anh ngồi đây đợi em xíu Em đi pha ly đá chanh cho anh nha ừ. Nhà sao trống quơ trống quắc Không có ai hết vậy ta Kiếm cái gì cũng không có hết trơn á Không lẽ anh ta ở một mình Thôi, kể anh ta đi. Hình như em đã sai rồi. Anh! Ờ? À. Đi nhanh thôi, trễ đó. Ờ, à, đi em. hình như hôm qua mình sai quá có ai đó đưa mình về thì phải đúng rồi cô mơ ủa điện thoại mình đâu rồi không lẽ dạ em nghe xin lỗi cô hôm qua tôi đã làm phiền cô dạ không có gì à mà xe của anh á còn để ở nhà hàng khi nào rảnh thì anh đến lấy nha Cảm ơn cô ừ, Lần sau anh đừng uống say như vậy nữa nha Ủa hình như em thấy anh ở nhà có một mình hả à, Cô đến nhà rồi Cô đã thấy rồi đó ừ, Hèn chi á Nhà cửa bề bổn quá trời Em á lục hết cái tủ lạnh Kiếm cho anh trái chanh làm nước mà không có luôn á Tôi khổ như vậy đó Đang mong có người thương để về ở cùng mà không biết ai thương nổi tôi không. Ừ, thì anh thương người ta, thì người ta cũng sẽ thương lại anh thôi. Có thật không cô mơ? <laughs> Là em đoán vậy thôi. À, thôi nha. Bây giờ anh phải đi làm việc rồi. Khi khác nói chuyện nha. Bye bye cô. Dạ em chào anh. Chắc mình phải kiếm một cô nào đó, tôi vui nhà, vui cơ. <laughs> dạ, dạ, dạ chào bác, dạ, cảm ơn anh dạ, con chào bác, dạ, dạ, chúc chúc bác. dạ, dạ, dạ. Chị. chào chị, dạ, cảm ơn, dạ dạ, dạ. dạ, dạ, có dạ, dạ, chúc mừng anh chị, dạ, anh về rồi, anh đi công tác, em sợ việc về dạ, 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 chị, dạ, mời, dạ, mời, anh một hai ba dạ rồi rồi dạ mời à, chị dạ nhá. dạ chúc mừng dạ. chị dạ dạ chào dạ, anh dạ, mời dạ. dạ, dạ. anh ạ à. dạ chào cô Chào dạ, giáo dạ dạ, dạ, dạ mời chị dạ. <laughs> tôi sẽ chuyển tin nhắn này cho vợ anh cảm ơn sự suy nghĩ muôn màng của em yêu thương không bao giờ trễ cả anh ạ à. tụi con đi nhưng ba má hai đứa đi chơi vui vẻ nha con dạ, dạ. con biết rồi má ở nhà giữ gìn sức khỏe nha <laughs> chúc các con đi chơi vui vẻ nha Sớm có tin dạ, vui nha con. Hai đứa nha. đi chơi vui vẻ nha. nha. Dạ. Bye bye. bye. Con, con đi nha con đi má Đi. Thôi, đi hai nha đứa, đứa đi nha. Ba má con đi. Đi chơi vui nha. <laughs> dạ. anh à, đưa tôi tới sân bay. Dạ.